Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, chào quý anh chị em. Qua cái hình ảnh thì quý anh chị em biết rằng là TV là ở bên nước Mỹ và chị Trương Thị Yến là hiện tại đang ở bên Việt Nam. Thì hôm qua đó TV256 có làm một cái clip của chị Trương Thị Yến. Thì TV biết rằng là chị Trương Thị Yến hôm qua đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chế. Thì hôm nay TV mong rằng quý anh chị em kể lại, chị Trương Thị Yến kể lại cho quý khán thính giả. Dạ, tôi là Trương Thị Yến, năm nay 66 tuổi, định cư ở Hoa Kỳ, về ngày 19 tây tháng 2 vừa rồi, cách đây mấy ngày. Ngày hôm qua như mọi ngày thì tôi có ở nhà trọ, thì tôi có đi xuống dưới đất để mà đi công chuyện như mọi ngày. Thì vừa bước ra thì có 17 người vừa lớn nhỏ, ba cô gái là 20 người đang chặn ngang cái đường không cho tôi bước ra khỏi nhà. Thì tôi hỏi chứ mấy cô mấy chú làm cái gì mà tại sao không cho tôi đi ra khỏi nhà. Tôi nói là tôi muốn quản thúc cô, không muốn cho cô đi ra khỏi nhà. Tôi hỏi lý do gì, tôi tội gì mà lấy cái lực gì mà cấm cản tôi ra khỏi nhà. Thì mấy cô mấy chú đó nói là tôi qua bên thành phố, tôi đi đòi quyền lợi đất đai của tôi. Thì tất cả những người đó không cho tôi đi, quản thúc tôi tới bữa thứ hai, chừng nào tổng thống Trump á đi về nước mới cho tôi đi ra khỏi nhà. Vô lý. Nói cái cách đó là vô lý rồi. Cái lực pháp nào mà cấm đó một người dân đi ra khỏi nhà? Ông Trump qua đâu có mắc mớ gì. Mắc mớ gì tôi mà phải cấm đón tôi? Tôi tội gì? Thì tất cả những anh em đó nói là tôi không có tội. Nhưng mà ý là nói là tôi về đây tôi chưa có trình báo. Thì con tôi nó đã trình báo rồi, nhưng mà cái bà chủ nhà thì chưa có ký, chưa gặp bà chủ nhà thôi. Cái mấy cái gì đó là nói chuyện vô lý. Mấy chú mấy cô đó nói chuyện vô lý, không hợp pháp. Cái đó là những người đó là những người tay sai của chủ tịch quận 2 Nguyễn Phước Hưng đến để quản thúc tôi, không cho tôi được ra khỏi nhà, không cho tôi được quyền lên tiếng đòi những cái đất tay tài sản của tôi đã mất. Ngày hôm qua là ngày 26 tây tháng 2, tôi cố tình để qua thành phố cùng bà để đòi lại những gì tài sản của chúng tôi đã mất. Tôi cố tình qua tòa đại sứ quán và tôi quay những cái clip của tôi đi đến đâu, tôi đều có một cái chứng từ bằng chứng. Cái tiếng nói của tôi nói cái gì cũng hợp lý hợp pháp để cho tổng thống Trump thấy cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam của chúng tôi nguyên một cái đa ám dân quan khốn khổ lòng than, đã bị đời Lê Thanh Hải tất thành can, nguyên một tập đoàn thành phố và quận hai đã thu hồi đất dân của chúng tôi trả thất lực. Mà tới bây giờ cái vụ Trương Thịnh dân quan của dân quan của chúng tôi là dân quan của trường đất của bên công ty Trường Thịnh lấy đất của dân của chúng tôi giao cho công ty tư nhân phân lô bán nền lợi ích nhóm. Cái đó là trái 100% rồi. Tại sao không có thương mượn trọng không thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi, để cho bà con chúng tôi có một cái nhà, có một miếng đất sống để ổn định. Nếu mà tôi ổn định, mắc mới thì tôi phải ra đường, mắc mới thì tôi phải la làm. Tôi già cả rồi, năm nay tôi, cái tuổi tôi định cư bên Mỹ là an hưởng rồi. Trở về Việt Nam cũng khốn khổ lắm, phải đi đòi tài sản mà các vị cứ đầm ngơ. Các vị về thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Long 7723. Cái văn phòng chính phủ, cái công văn văn phòng chính phủ ở đâu? Có giải quyết cho bà Trương Thị Yến hay không? Nếu không giải quyết cho bà Trương Thị Yến thì nhờ Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vô giải quyết. Nhưng mà ý của tôi muốn ngày họp thượng đỉnh của ông Trâm, tôi mới biết là ông Trâm sẽ đứng ra. Tại vì tôi là người công dân của ổng, đi đầu về đây đòi tài sản và hợp pháp. Tôi muốn ổng phải nói về một cái người dân của ổng để ổng giúp đỡ người dân ổng, để ổng đòi lại những gì mà đã mất, mà đã cướp sai cướp lầm, mà chính quyền ở trung ương không tích cực, không quyết liệt để trả tài sản cho công dân chúng tôi. Tại vì đất của chúng tôi là đất trường thịnh, đất trống ở Mộc Quan, dân chúng tôi không có nhà để ở, con cháu tôi bà con chúng tôi không có nhà để ở. Cái đó là trái pháp luật 100% theo cái luật nhân quyền. Tài sản của dân phải trả lại cho dân, mà không trả cho dân để đó để làm gì? Chúng cái dân chúng tôi đã phải làm than cốt khổ. Rồi cái đất nước mình sẽ như thế nào? Rồi đất nước Hoa Kỳ nhìn vô cái nước Việt Nam mình có trung thực hay không? Có làm đúng theo pháp luật hay không? Hay là chỉ các vị chỉ lãnh đạo nó thao thao bất tuyệt? 2007 thanh gia toàn diện, thanh hốt thấy với anh, không mời dân họp. 2017 tới bây giờ á, Nguyễn Thành Long chơi đá dựng cho chồng bao nhiêu cái văn bản 1-9512 của Phó Tướng Trương Hòa Bình. Nguyễn Thành Long thấy với anh thêm 7-7-3-3-3-2018 Nguyễn Thành Long không biết cái gì luật pháp ở trung ương đâu. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông là vua một nước mấy chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành Long không đi hành, tại sao để cho bà Dạng Trương Yến ra 77 tanh bà ông nói ngoài thành phố? Tôi nói những gì tài sản của tôi phải trả lại cho tôi, không trả tôi phải chi cứu tôi cùng. Cuối cùng không bao giờ tôi bỏ cuộc. Con cháu tôi làm than khốn khổ, yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo về quận 2 cái vụ mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái, hai người là tổ trưởng tổ phó về giải quyết bên quận 2 thì phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả lại cho nhân dân chúng tôi. Đừng có để tất thành của đừng có để Nguyễn Thành Phong chủ tịch thành phố ngồi thởm trên lập lực. Coi không công lý ra gì, không công coi công lý không ra gì, và để cho chủ tịch Nguyễn Phước Hưng nó lộng hành, nó muốn bắt ai là nó bắt, nó muốn cưỡng chế ai là muốn cưỡng chế, muốn quản thúc ai là quản thúc. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cả Tô Lâm luôn, những anh em công an hình sự không được quyền đàn áp những người dân quan. Nhất là tôi là một nạn nhân khốn khổ lầm than, biết bao nhiêu ngàn dặm tôi về đây để đòi tài sản. Tại sao các vị quản thúc tôi vì lo duyên, vì lý do gì? Tôi đang tức tối, đang quốc ức, đêm nay tôi không ngủ được. Tại vì tức tôi tội gì? Một bà già một tất sắc dính tay không có, mà bao nhiêu ta hai chân ngừ quán mất bà già. Luật pháp ở đâu? Công lý chỗ nào? Có đúng hay không? Nếu không đúng thì ngày mai tôi có thể ra đường được rồi. Tôi có thể đi chợ, tôi có thể đến thăm con thăm cháu của tôi, hay là cái gì quyền tự do của tôi. Chỉ là tôi từ ở bên định cư Hoa Kỳ về đây là không còn được quyền tự do của người dân của tôi đi lại nữa sao? Vậy là làm sao mà nói chuyện được với ông Trump được? Tôi mong cái clip này với bên này qua đã phóng vấn tôi ngày qua rồi, hồi tối qua rồi, và cái clip này bên TV256 và viết lên những cái
những cái tiếng Anh cho chúng hiểu biết. Dạ. Là một bà già định cư ở ngoài tiền về cái đòi tài sản nó bị quản thúc rồi không biết mai mốt ông Nguyễn Phước Hưng sẽ đối xử như thế nào. Có thể cho tụi xã hội đen gửi những người nào để tiêu diệt tôi đây. Đây là một cái clip này là một cái chứng từ. Nếu từ đây tới tôi ra đường có sự cố gì xảy ra hay là sự việc gì tôi mất tích hoặc là tôi bị giết là do chỗ cú tàu của chủ tịch quận 2 Nguyễn Phước Hưng. Dạ. Gánh giá mỗi trách nhiệm. Dạ. Về sự việc của tôi. Dạ. Tôi chết. Tôi bị xe đụng. Tôi mất tích. Giết tôi bình đồng nói. Dạ. Tất cả những cái gì là do chủ tịch quận 2 Nguyễn Phước Hưng. Còn ai chỉ đạo cho Nguyễn Phước Hưng thì Nguyễn Phước Hưng tự khai người đó. Còn mẹ Nguyễn Phước Hưng chịu trách nhiệm về hành vi. Cái sự đi đứng của tôi. Dạ. Tôi cũng trình đây là chương trình lên đó. Đến tổng thống Trump là một. Tất cả những bên thi thế giới cộng đồng đều chứng từ là ngày hôm nay tôi lên tiếng. Nếu tôi có mạng hại gì thì tất cả những tiếng nói của Hoa Kỳ đều lên tiếng. Thấy một bà già đau thương khốn khổ về đây để đòi tài sản cho con cho cháu mà bị quản thúc, mai mốt ra đường sẽ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Dạ đúng rồi. Tôi về đây cô đơn lắm, không có gì đâu. Nhưng mà cả thế giới đều lên tiếng cho tôi, đều binh vực cho tôi, binh vực cho một bà già đau thương đã đi được tư rồi mà cũng không được yên thân. Con cháu đói khát khổ sở làm tham trong nhà không cửa. Nhưng mà Đại Lê Thanh Hải tất thành cam như nguyên một cái tập đoàn lấy đất của dân. Những đó là những tên tội đồ, những tên tham nhũng. Mà cái đất của tôi là đã suốt 16 năm rồi có một quan không có nhà. Cái lực pháp nào mà để đất của thu hồi đất, lấy đất của người ta mà để bỏ một quan không trả đất cho người ta tất nhà? Tại nó ngoài dùng quy hoạch mà ngoài dùng quy hoạch mà nó lại cướp đất của người dân. Ngoài người ta quy hoạch không được quyền lấy đất của dân. Nhưng mà những tham quan tờ đời trước lấy thì những mình đương thời lên mình khắc phục của tội phạm. Mình phải chỉnh đốn những cái gì mà dân đã mất mát. Thấy nó bồng tỷ quý băm đó. Bà lên đài nó thao thao bất tuyệt. Nhưng mà cuối cùng đã là một nhân vật gì? Dạ. Yeah. Đó, ông Bộ Tổng Thương nhìn rõ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là nhân vật gì? Thấy Nguyễn Thị Phong yêu cầu ông phải chỉnh đốn Nguyễn Thị Phong lại. Nếu ông Bộ Tổng Thương chậm chậm Thủ tướng Nguyễn Phương Phúc có Thủ tướng Chùa Bình chỉnh đốn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Phong không dạy được thì lôi đầu Nguyễn Thị Phong xuống đi. Chứ đừng có để ngồi mát chơi bát vàng làm khổ nhân dân, cứ hướng đèo hứa bụi. Còn hả hả Nguyễn Thành Phong chôn vặt Nguyễn Thành Phong chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Nguyễn Phước Hưng chủ tịch quận 2 chôn vặt bà Trần Yến, tính chôn vùi bà Giáo Dạy Dạy Giảm, không cho bà Hoàng Hồng Giáp, không cho bà cái đường đi lại, không cho bà đòi tài sản, không được đâu. Các vị đó là đã sai lầm rồi, các vị đã làm sai, quay đầu là bờ, sửa đổi lại những cái gì mà các vị đã vô dính đi, phải lấy lạch ầm sứ thật thì các vị mới chôn những cái lỗi lầm của các vị đã đối với dân tôi, đối với nguyên một cái trong bà con của tôi, để nhảy vào người tôi riêng đó. Quay đầu là bờ đi, hỏi chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phong. Quay đầu là bờ đi, hỏi chủ tịch quỷ ma quận 2 Nguyễn Phước Hưng. Nguyễn Phước Hưng biết mà bà này bà cùng cùng liên liên, nhưng mà đổi nói đúng theo sự thật, nói một trăm trăm bằng và nói đúng theo pháp lực, không sai một tí nào. Dạ chứ không nói tầm bậy. Dạ già cho nó đúng theo pháp lực.
lực của nó là lực rừng, đừng xài nữa. Lấy lực pháp ra xài đi, để giữ lại cái chức vụ mà mình đương thời, để cho người dân kính nghiệm. Còn chơi lực rừng, dân tôi không đồng ý. Các vị ngày qua mà quản thúc nguyên một cái đạo của dân qua mà đủ thiên cá nhau từ đứng lên để hỏi tôi đi xèo. Rồi đến thăm tôi nói thôi giờ công an đang quản thúc tôi rồi, mấy vị lại đây, mấy vị đi lây, mấy vị bị quản thúc luôn. Mà những người dân qua thủ thiêm á, nói đâu có sợ đâu. Tại vì đó giờ là chị em rồi bà con đồ chiến đấu, nó đã khổ qua gian nan rồi. Bây giờ đó người ta đâu có sợ cái gì nữa đâu. Thành ra tôi không cho họ đến thăm thăm tôi. Tôi đâu có đau bệnh gì đâu. Tôi bị quản thúc. Dạ, TV256 muốn chia sẻ một điều này với chị. Thì TV256 biết rằng đó, vào năm 1976 thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó đã ký đơn xin gia nhập vào trở thành làm thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì khi mà vào thành viên của Liên Hiệp Quốc đó, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mà trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó, nó có một điều 13.1 ghi rõ rằng là mọi công dân có quyền đi lại trong cái khu vực lãnh thổ của mình mà không cần phải xin phép. Thành ra đó, người bất cứ công dân nào người ta cũng có quyền đi lại, mà người ta không có phải bị mà quản chế một cách mà vô lý như vậy. Và TV256 cũng nhắc nhở với các ông công an đó phải rằng là mình phải tuân theo lệnh theo luật pháp, chứ mình không phải tuân lệnh theo cái cấp trên mà rất là mù quáng. Cấp trên mà làm sai luật, mình không bao giờ mình tuân thủ theo cấp trên. Cấp trên mà bắt mình phải đi canh nhà của người dân là một cái chuyện sai trái. Nó sai trái với luật pháp. Mà TV256 được biết đó là hiện tại đó, rất có nhiều người đang bị canh giữ ở nhà. Hiện tại rất có nhiều người bị canh giữ ở nhà, giống như bà Trương Thị Yến đây. Thì TV256 phản đối cái việc mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó đã để nhân viên của mình đó vi phạm vào cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì là một điều sai trái. Thì hôm nay đó, thì trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn này á, thì TV muốn hỏi chị Yến, chị có muốn đôi lời với, nhất là TV thấy có hai người mà cầm quyền rất là cao, cũng như là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, và chị có muốn nhắc nhở với hai ông này như thế nào không, hoặc là thêm ông Tổng thống Trump nữa nếu mà ý chị muốn. Rồi, xin chị trả lời. Trước khi tôi nhắn gửi với ông Tổng thống Trump trước. Tôi là một công dân ở Hoa Kỳ, yeah. Về đây để đòi tài sản, yeah. Nhưng mà chính quyền ở đây cứ bằng quản thúc tôi, không cho tôi ra khỏi nhà, không cho tôi lên những quay những cái clip mà cho Tổng thống Trump thấy. Nhưng mà các vị đã sai lầm rồi. Bất cứ ở đâu ngoài tôi ra, bên quốc tế có thể là giúp đỡ giùm tôi những cái mà tôi đang bị quản thúc, báo cáo cho ông Trump rằng, yeah. Chính ông Trump đã cho tôi về đây một năm, yeah. Để đòi tài sản. Mà chính Việt Nam mình, anh em Việt Nam mình đã quản thúc tôi, không cho tôi cái tiếng nói và cái quyền lợi con người của chúng tôi đến tay Tổng thống Trump. Nhưng mà chị làm rồi. Ngoài tôi ra có những vị ở bên quốc tế sẵn sàng giúp tôi. Các đài truyền hình đều giúp đỡ được. Trước khi tôi về đây, thì tôi cũng có gửi gắm cái bản thân cho các
các tai trường hợp. Nếu nhạo tôi có cái chuyện gì xảy ra thì các chị sẽ có một tiếng nói đòi cái sự công bằng giùm cho gia đình tôi. Dạ, cho cả gia đình của chị. Cái đó là một. Đó là về là nói nhắn gửi cho các thủ lãnh ở bên này là biết là tôi có điều trước khi về đây tôi đều gửi chấm niềm tin của tôi nơi các chị đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì những người đã đứng lên can thiệp giùm tôi. Và tôi cũng kính thưa ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm ở công an. Tôi là một công dân, một nạn nhân, một công dân, một nạn nhân đang bị ức chế về tài sản, về đất đai, về nhà cửa. Mà con cháu bây giờ đang lầm than. Tôi có ra đường, tôi có biểu tình, tôi có dân biểu ngữ là tôi đứng đầu quyền lợi của dân tôi. Mà được luật pháp cho phép. Tôi không có làm gì phải không? Nhưng mà các chị đã chặn đứng cái đường đi của chúng tôi như vậy là bất hợp pháp rồi. Đúng. Không còn pháp lực nữa. Dạ, TV hay nó sao đồng ý rồi đó. Ngày hôm nay tôi mang cái clip này đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng Trương Hòa Bình và ông Tô Lâm. Coi bản tin như thế này, đó là một bà già vừa ngu vừa dốt vừa liêu. Dạ. Yeah. phải nói em gọi chị là bà già liều mạng đó. Em thường đăng mấy cái clip á. Tại sao tôi không sợ chết không? Yeah. Tại vì tôi đẻ ra con tôi. Dạ. Yeah. Tôi tạo ra đám cháu tôi. Yeah. Mà tôi không lo cho nó được một cơn ngơi, một cái nhà. Đúng thì rồi. Tôi buồn. Con người sống phải có cái nhà. Dạ. Yeah. Hát thì phải có một. Chứ bây giờ sống không nhà, không cửa, không có mồ, sống phải làm gì? Yeah. Trong khi con cháu mình đang lầm than khốn khổ. Cũng như ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông là một vị vua tất cả những người dân như đó còn của ông. Yeah. Con tôi không nhà, cháu tôi không nhà, tôi đau lòng. Thì những đứa người dân đây cũng như là những đứa con của ông thì ông phải có trách nhiệm. Ông giải quyết mọi việc tình huống xảy ra những cái khó khăn, những cái khó khăn, những cái mà mấy quan tham nó đặt trước của dân thì phải trả lại cho dân. Ông phải có trách nhiệm đó, cũng như tôi có trách nhiệm những đứa con của cháu của tôi. Thì ông là một đương thời, ông phải có trách nhiệm với những người dân cho một cách công bằng, minh bạch, trả lại sự trong sạch cho người dân của tôi. Dạ. Tôi có trách nhiệm với con với cháu tôi thì ông phải có trách nhiệm với những người dân. Chứ dân tôi không muốn một vị lãnh đạo cao lớn nhất mà thờ ơ vô cảm với người dân. Để có trách nhiệm, phải lo đàng hoàng. Chúng tôi đang cần những vị lãnh đạo để biết thương dân cho dân. Chứ chúng tôi không cần lãnh đạo thờ ơ vô cảm người dân. Dạ, TV 256 muốn chia sẻ điều này. Thì qua cái lời chị nói thì chị nói là những người cầm quyền đó, họ giống như là cha mẹ của mình. Thì nói thiệt, cá nhân TV 256 hoàn toàn không có đồng ý điều đó. TV 256 đó, nhận thấy là TV rất là quý cái câu là dân vi quý, xã tắc thứ chi và quân vi khinh. Là người vua đó, là người cầm quyền đó, là đứng hàng thứ ba, là người dân phải là trên hết. Người dân mới xứng đáng là cha mẹ của các quan, chứ không phải là các quan là cha mẹ của dân được. Thành ra đó, mình phải lo cho cha mẹ của mình. Bởi vì đó, bởi vì người ta nói là những người mà công bậc đó là phải là đầy tớ của người dân, chứ không phải coi là cha mẹ của người dân rồi mình làm cha mẹ mình muốn làm gì cũng được. Thì đại khái em cái ý em hơi khác chị như thế, nhưng mà em hiểu ý của chị, em hiểu ý của chị là ông phải lo cho người dân, nhưng mà không được người quan đó,
không có được xem dân giống như là người con của mình, rồi mình muốn làm gì mình làm, là cái đó không được. Tại vì bên Việt Nam nó xảy ra như vậy, thành ra mình phải coi người dân giống như là người cha mẹ của mình. Mình phải lo cho bổn phận người con, mình phải lo cho cha mẹ. Tại vì người ta gọi là mẹ Việt Nam mà. Mẹ Việt Nam là một cái cấp cao hơn. Là người ta nói mẹ Việt Nam là người ta nói dân tộc Việt Nam là phải trên hết, chứ không phải cầm quyền là trên hết. Cầm quyền chỉ là hạng thứ ba thôi. Hạng thứ nhất vẫn là dân vi quý. Hạng thứ nhì mới là xã tắc thứ chi. Xã tắc thứ chi là về luật pháp, luật lệ này nọ. Còn đến thứ ba mới là vua. Vua là người mà cầm quyền đó. Thì đó, TV có chút xíu gì thôi. Chuyện vừa TV hiểu được ý cái thì chuyện đó. Nhưng mà TV cũng nghĩ là ông muốn làm một cái hàng rào, một cái hàng rào ở biên giới. Ông phải tùy thuộc theo người dân ở bản, tùy thuộc theo quốc hội. Đúng rồi. Phải tùy thuộc theo người dân. Người dân không cho, ông cũng không dám. Dân di quý là vậy đó. Đó là tổng chấm chấm đó. Dạ. Tại sao bên nước Việt Nam mình, tại sao tài sản của dân mà không trả cho dân, mà biết là đất ngoài ranh đất dân cư là tư là trái 100% rồi mà phải không trả. Thì vừa rồi nghe bên đô thị mới Thủ Thiêm nói là phó thủ tướng Trương Hòa Bình ổng sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh, ổng sẽ giải thanh tra còn giải quyết thanh tra gì nữa. Dạ. Bản đồ 5.000 đất, 3 phường 5 khu phố bên Trường Thịnh là 100% ngoài này rồi. Còn gì nữa mà cha, đừng kéo dài thời gian nữa. Dân cũng khổ dữ lắm rồi. Tại vì dân bên Trường Thịnh là đất còn 7.700 mét đó. Nó khổ. Trả lại cho nhân dân của tôi. Nó khổ là những người quan đó, họ đã nói là mất bản đồ. TV nghe báo chí nói điều đó mà. Khi mà những người quan mà nói là mất bản đồ là mình biết có cái sự mà tham nhũng bao che trong đó. Nói rằng mất bản đồ để mà không biết cái vùng nào là vùng quy hoạch là hoặc không quy hoạch. Thành ra đó, nói cái điều đó là mình hiểu. Rồi, chị nghĩ rằng là bây giờ là chấm dứt được chưa thưa chị? Ngày mai tôi mong á tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Tô Lâm, cả ông Tô Lâm luôn cũng phải chịu trách nhiệm đó. Tô Lâm luôn, tại vì ổng là quản lý bên ngành công an mà. Dạ. Mà những người mà hoặc ổng thúc tôi là bên công an. Đúng rồi. Mà không phải riêng chị không mà biết bao nhiêu bốn cái vị. Dạ. Bốn cái vị phải có một cái sự ra lệnh như thế nào. Bà Trương Thị Yến mới đi đòi tài sản của bà. Bà già rồi. Một là trả tài sản của bà thì bà không xuống đường nữa. Tôi cái dân già cả ngu lắm. Xuống đường đòi tài sản, xuống đường làm gì? Đó. Trong nói của tôi là như vậy đó. Xuống đường để đòi tài sản. Tại vì hả? Đơn từ thì mấy ông không có cứ ù lì hoài. Thì bây giờ tôi xuống đường tôi quay trực tiếp. Tôi nói với những cái tâm tư nguyện vọng của người dân của tôi. Tôi đi đòi tài sản. Ngoài ra tôi không có gì hết. Tôi đi đòi tài sản thôi. Trả tài sản đi thì không thấy tôi nữa. Không thấy tài sản. Một năm trời. Đúng rồi. Có chịu nổi này không? Dạ. Mà các chị đừng có nói là quản thúc bả hay là bắt bớ bả là bị lầm nha. Các chị đụng với tôi là các chị sai rồi đó. Dạ. Trước khi về đây tôi đã công bố tất cả ở bên Hoa Kỳ rồi. Nếu lỡ tôi không có chuyện gì thì bên này cái khu vực đó chịu trách nhiệm. Mà cái khu vực đó là ông chủ tịch quận 2 Nguyễn Phú Tân. Tôi thông báo cho ông chủ tịch quận 2 Nguyễn Phú Tân đó. Dạ. Dạ cảm ơn quý. Dạ. Không có gì tồn tại hết. Biết không? Ông tưởng đâu ông làm gì mà tôi không biết hả?
dài bữa ông qua bữa thứ hai rồi tôi xuống với ông chủ tịch quận hai Nguyễn Phú Hưng. Tôi chào ông một cách mãnh liệt luôn đó. Ông Nguyễn Phú Hưng chuẩn bị tinh thần đi, tôi xuống tịch để chào và tôi đón ông đó. Dạ. Xuống chỗ cơ quan làm đó. Ông chủ tịch quận hai Nguyễn Phú Hưng. Thôi kính chào tất cả bà con dân quan ba miền. Dạ. Thủ Thiêm, Trường Thịnh, Lạc Hưng và tất cả những bà con chia sẻ những cái sự đau khổ của tôi suốt 16 năm trời này. Tôi kính cẩn như mình chào tất cả bà con. Dạ, TV256 cũng mến chào quý bà con cô bác, quý chị em đã bỏ chút thời gian để nghe cái đoạn clip này. Và TV256 cũng mong rằng cái đoạn clip này mong được phổ biến khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi nha. Quý anh chị em giúp giùm nha. Và TV cũng xin kính chào quý anh chị em.